Hello, xin chào tất cả. Hello, xin chào tất cả mọi người lại để quay trở lại với video của bản thân mình. Và ngày hôm nay mình có mặt tại thành phố Phú Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và có một chuyến công tác làm việc ở trên này. Đó, và bây giờ đã đói rồi, đang ngồi quán cà phê và có cái view rất là đẹp tại một cái hồ rất là đẹp tại thành phố Vĩnh Yên, Phú Yên. Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm ăn một cái gì đó lót dạ trong buổi tối ngày hôm nay và xem ở trung tâm quảng trường, gần quảng trường ở bờ hồ này thì có cái gì ngon nhá. Bây giờ chúng ta cũng đi tìm xem có cái gì ăn không. Ok, let's go. Con phố này có trường cao đẳng công nghiệp kinh tế Hà Nội cơ sở 2. Mà có trường cao đẳng nên mà thấy ít quán ăn thế nhỉ. Cơm rang mình lại không thích ăn lắm. Đi tìm đâu quán bún, quán bánh, quán phở, ăn đồ nước cho nó dễ ăn. Và con phố này nha, có một cái điểm hay là nó đúng vào cái đường bay hạ cánh ở sân bay Nội Bài, nên là cứ khoảng tầm 5 đến 10 phút là có một cái máy bay nó hạ cánh đi qua bầu trời của Phú Yên luôn. Sau chợ này xem có gì ăn không. Đây là đằng sau chợ. Hình như là cái trường này không có sinh viên, nên là khi mà không có sinh viên thì nó không có dịch vụ ăn uống mấy. Okay. Mình đã đi được gọi là một vòng rồi nhưng mà chưa thấy một cái quán ăn nào để ăn cả. Đó. Công nhận là tìm được kiếm được một cái quán ăn khác là khó ấy. Nhà thành phố Phú Yên trước mặt mình bây giờ là quảng trường. À, hình như có quán ăn rồi, xem ở đây là ăn những món gì. Ở đây là quán chè. Đúng rồi, quán chè. Đây là quảng trường. À, bánh mì rất là nhiều luôn. Đây là quảng trường. À, đi rồi. Ngà béo. Ngô khoai sắn. Ui, cái thành phố Vĩnh Yên là đẹp thế nhỉ. Đây là thành là quảng trường thành phố Vĩnh, thành phố Phúc Yên. Ồ, nhìn khá là đẹp. Bây giờ quay mất cái cảnh đẹp này, từ từ ăn vậy. Quảng trường rất là rộng luôn. Ôi, thành phố Phúc Yên. Mà mọi người có để ý không, ở đây này không thấy có quán ăn nào cả, chỉ thấy quán vui chơi giải trí thôi. Mình đang ở quảng trường. Ở đây là buổi tối nó rất là lung linh và huyền ảo. À, trước cửa trước mặt kia đã thấy mỗi quán ăn rồi, nhưng mà sẽ review cho mọi người thấy cái quảng trường rất là lớn, rộng lớn. À, rất là đẹp. Đây là trung tâm quảng trường thành phố Phúc Yên về đêm. Ở đây là nơi đã diễn ra những cái chương trình gọi là văn hóa, thể thao. Đây là bức phù điêu khá là lớn. Ôi, không đợi lâu nữa, bây giờ đói rồi. Vừa đi tìm cái ăn đã. Ở đây thấy có chỗ đi ăn rồi. Mì gà 8, bún, à đây rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau xuống quán bún để ăn bún nhá. Cho dễ ăn. Làm nào để xuống? À đây. Bún cháo vịt nha. À, bây giờ mình đã tìm được quán bún.
con bún này nó ở cạnh. Chào cô. Còn bún, có bún gì đấy cô? Chúng ta bắt bún gà đây. Mì, bún. Ngồi đâu đây cô? Ngồi đâu á? Ngồi đây. Cho bún gà nhá. Đây cô nó bóc gà. Đây, xong một hồi đi bộ thì bây giờ mới chuyển về quán ăn. Quán này rất là sạch sẽ. Cảm thấy ưng với cái khẩu vị nhà mình. Mình vào làm bát xem như thế nào. Đây có giấm ớt tỏi này. Đặc biệt là mình thích món này, món măng. Và bây giờ mình xem có làm cái món ăn của mình như nào nhá. Bạn bún của mình như nào nhá. Em ơi, sau nhà chị cũng có cả. Bạn bún gà của mình khá là nhiều đúng không mọi người? Thịt gà thì cũng ok. Đấy, đặc biệt là món măng. Và bây giờ mình sẽ cho măng. Măng này rất là thơm mọi người ạ. Măng này măng nứa, không phải măng tre, mà có cả măng tre đó. Chắc phải xin hệ rau. Nếu mà ăn cay nữa thì lấy thêm một ít măng ớt này. Ớt. Công nhận mà nói thì nhìn thấy người cái mùi này là nó đã thật. Công nhận để tìm một cái quán ăn ở khu vực này khá là khó. Vì bóng mà hồi trời khá lạnh. Quán này có hay là ra sống mà tự ăn tự lấy nha, tự túc hết nha. Đó. Nên là phải nói được mới biết đúng không chị? Em lấy đĩa nhỏ nhỏ thôi. Mình chỉ ăn rau này thôi. Mình chỉ ăn tía tô và rau cái kinh giới và rau thơm. Đấy, kinh giới đây. Đây đĩa nhà mình. Rồi, em mời cả nhà nha. Thịt gà đấy rất là chắc. Măng ăn rất là thơm và ngon, cay. Thank you.
Ngon lắm bạn nhỏ. Nước dùng vừa ngọt vừa trong, măng thơm, thịt gà săn chắc, đúng có vị mình rất thích ăn. Măng này, măng, thịt này, rau này. Bỏ công đi nửa cái số để tìm cho quán ăn như này. Chút cay, chút ngọt, chút thơm, đã thật. Một lúc này đã hết, không còn gì luôn. Tối nay đã xong bữa tối rồi, nóng mồ hôi một cái.
Vừa rồi thì mình đã ăn xong bữa tối. Ui giời, chả hiểu năm nay nó như thế nào, nhưng mà mùa đông như năm nay thì ăn xong cả mồ hôi mồ kê như mùa hè luôn, ướt hết áo rồi. Quảng trường bây giờ nó đẹp thế không biết được, lung linh ở quảng trường tuyệt.